Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị mới Cầu Giấy, mảnh đất vàng trên bản đồ Hà Nội đã và đang khẳng định là trung tâm kinh tế, chính trị mới của thủ đô. Sky Park Residence là viên ngọc sáng thực sự khác biệt về vị trí độc tôn, phong cách thiết kế và cấp độ đầu tư hoàn thiện, góp phần mang đến một tinh thần sáng tạo, thân thiện, lịch lãm là thông điệp mà chủ đầu tư cùng các đối tác chiến lược chinh phục thị trường bất động sản hiện nay. Được bao bọc bởi công viên Cầu Giấy, công viên Yên Hòa đẹp và hiện đại nhất thủ đô, kết nối các trục giao thông huyết mạch của thành phố, hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ trong quần thể cư dân đạt chuẩn quốc tế, tạo nên môi trường sống xanh, trong lành và đẳng cấp. Với phong cách kiến trúc hiện đại, đường nét đơn giản nhưng cách tổ hợp mảng đặc, rỗng, kết hợp những nét vân vị được tính toán kỹ lưỡng, khoa học đã tạo nên một tuyệt phẩm kiến trúc. Sky Park Residence là tổ hợp bao gồm 2 tầng trung tâm thương mại, tầng hầm và 3 tầng đỗ xe trên cao tiện lợi. 496 căn hộ và penthouse sang trọng cùng với hệ thống tiện ích đồng bộ để chủ nhân tương lai có thể đắm mình trong làn nước tinh khiết của bể bơi 4 mùa. Thư giãn và tái tạo năng lượng tại phòng tập gym, spa với các trang thiết bị hiện đại, thưởng ngoạn những bữa tối sang trọng và nhâm nhi những ly cappuccino đậm chất Italy tại nhà hàng Skybar, nơi trời đất giao hòa ở độ cao lý tưởng, thả tầm mắt ngắm cảnh toàn thành phố về đêm. Không gian trong từng căn hộ giao diện trực tiếp với ánh sáng, dưỡng khí tự nhiên kết hợp cùng các loggia bao quanh, có chức năng như khoảng hiên trước trong nhà ở truyền thống xứ nhiệt đới. Đó là những khoảng không gian lý tưởng để các chủ nhân thỏa sức sáng tạo, cùng góp lại để tạo nên một công viên bao quanh, môi trường trong lành là sự khác biệt và khát vọng của chủ đầu tư, nhà thiết kế, làm gia tăng giá trị công trình xứng với tên gọi Sky Park. Nội thất công trình với sự tham gia của những nhà thiết kế hàng đầu đến từ Italia và TTA Partners, sáng tạo theo phong cách tối giản, kết hợp tinh tế với phong cách Đông Dương cho từng khu chức năng của dự án, tạo nên sự sang trọng, hài hòa, ấm áp, đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của cuộc sống. Đồng hành với khát vọng của chủ đầu tư và nhà thiết kế, vươn tới đỉnh cao của giá trị công trình, được chia sẻ bởi công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới của những thương hiệu danh giá nhất hiện nay, càng khẳng định đẳng cấp hoàn hảo cho từng căn hộ, nơi hội tụ những giá trị hạnh phúc của muôn người. Đó chính là sứ mệnh mà chủ đầu tư kiến tạo nên Sky Park Residence đẳng cấp. Sky Park Residence, giá trị bền vững, cuộc sống vẹn toàn.